Xin chào anh chị và các bạn, tôi Đinh Ngọc đây. Tôi Đinh Ngọc chuyên bất động sản điểm xuống vành đai 3 và ăn theo những câu chuyện đó là đồng bộ về tiện ích cũng như hạ tầng giao thông của dự án Vinhome Golden Park. Và tối ngày hôm qua thì tôi Đinh Ngọc có nhận được một cuộc điện thoại của một chủ của một cái bất động sản tại mặt tiền đường số 1A của khu tái định cư Phước Thiện, đối diện với lại dự án Vinhome Golden Park. Và anh ấy chia sẻ rằng có một cái bất động sản của anh ấy cần bán, và cái bất động sản này nếu như năm 2022 thì giá nó phải là 11,5 tỷ. Tuy nhiên thì đến bây giờ anh ấy cần tiền bán gấp nên là cái câu chuyện rơi vào 9,5 tỷ. Và cái bất động sản này nó có cái diện tích đất là 7 nhân với lại 20 và xây dựng theo cái kết cấu là một trệt hai lầu và cái tum ở phía trên. Và hôm nay thì tôi Ngọc sẽ đi khảo sát trực tiếp và để nghiên cứu xem cái bất động sản này nó có những ưu điểm và nhược điểm gì. Thì nếu anh chị và em và các bạn đang xem video đây, hay là anh chị và các bạn quan tâm đến những cái bất động sản ăn theo cái câu chuyện điểm xuống của vành đai 3, ăn theo cái câu chuyện hoàn thiện về tiện ích cũng như hạ tầng của dự án Vinhome Golden Park, thì hãy theo Tôn Linh Ngọc để quan sát hết cái video này. Và Tôn Ngọc sẽ di chuyển từ phân khu The Origami ra trục đường 1A của tái định cư Phước Thiện, và đương nhiên thì sẽ đi qua đường Phước Thiện. Và như anh chị em và các bạn cũng biết rằng thì đối với những cái vùng giá xung quanh đây, thì ở trong video này thì tôi học cũng sẽ phân tích luôn cho anh chị em và các bạn đối với lại những cái shop house khối đế tại dự án Vinhome Golden Park thuộc phân khu The Origami, là vị trí tôi Ngọc đang di chuyển đây, thì nó rơi vào từ 220 triệu đến 250 triệu mét vuông. Còn hiện tại cái căn hộ của phân khu The Origami thì nó rơi vào vùng giá từ 50 đến 70 triệu, thậm chí là tính trên diện tích thông thủy thì có thể lên đến 75 triệu một mét vuông đối với lại những cái căn view vườn Nhật. Và chúng ta đang đi thẳng cái trục đường này, nó sẽ ra cái trục đường 5A. Như anh chị và các bạn biết rằng trục đường 5A và trục đường 9A là hai trục đường nó kết nối vào những cái cổng của phân khu The Origami. Và tại đây thì chính là trục đường Phước Thiện. Trục đường Phước Thiện này thì hiện tại sau khi mà công bố qua hai cái điểm xuống của vành đai 3 tại phường Long Bình, và cũng đã có chủ trương nâng cấp sửa chữa cũng như mở rộng đường Phước Thiện ra với một cái chiều dài là 1,8 cây số, với cái ngân sách là 1.800 tỷ. Và đối với lại cái trục đường Phước Thiện này cũng đã rất là nhiều lần nâng cấp sửa chữa rồi. Tuy nhiên thì đối với trục đường Phước Thiện thì nó cũng đang là cái trục đường phải chịu tải của những cái xe ra vào công trình. Hiện tại đối với lại dự án Vinhome Golden Park thì nó còn hai phân khu đang xây dựng, đó là phân khu The Rivers của chủ đầu tư Master Drive Home và phân khu The Beverly, cũng như phân khu The All Plus One với cái mức giá D3 là 5.000 đô trên một mét vuông. Còn đối với lại những cái phân khu như Glory Hay thì cũng đã hoàn thiện và cất nóc rồi, nên thành ra xe chở vật tư cũng khá là ít. Và chúng ta đã đến cái này gọi là góc giữa đường Phước Thiện và đường 1A. Đường 1A thì nó cũng sẽ giống như đường 8A, là có độ rộng của đường là lên đến 20 mét. Tuy nhiên thì dân cư ở đây thì cũng đang chiếm dụng cái vỉa hè hơi nhiều. Anh chị em và các bạn quan sát thì đối với vỉa hè là nó cũng đang bị chiếm dụng và sử dụng hơi nhiều. Và cái căn nhà số 10 này, đây, đây căn nhà này, anh chị em và các bạn thấy thì thứ nhất là ngang nó sẽ được 7 và nó sâu vào 20 và sẽ xây dựng kết cấu là một trệt hai lầu. Và cái trục đường số 1A này thì nó cũng có một cái nhược điểm là nó chưa có thông. Nhưng nếu mà về vùng giá, tính trên cái giá của một cái bất động sản mặt tiền đường 20 mét như thế này, thì với cái vùng giá là 60 triệu mét vuông, tôi đã tính sơ bộ, nếu mà 60 nhân với 140 ấy, thì nó sẽ rơi vào 6424, là nó sẽ rơi vào 8 tỷ 4 cộng với một cái xác nhà
nó khoảng 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 nữa thì nó ra cái vùng giá là 9 tỷ rưỡi. Thì Tôn Ngọc thấy rằng anh chị các bạn quan sát cái nhà nhé, nhà cũng rất là đẹp. Và đương nhiên thì khi cái trục đường này nó thông thì cái câu chuyện nó sẽ rất là tuyệt vời. Còn đối với lại anh chị em và các bạn thấy rằng cái vị trí cái nhà đây, nhà An Lạc Việt đấy, thì anh chị em và các bạn thấy ấy, là nhà xây dựng cũng khá là chắc chắn, và cái này thì để mà ở thì vô cùng tốt. Thì đối với lại cái bất động sản này thì tính ra là cái giá đất là nó rơi vào 60 triệu mét vuông cộng với một cái xác nhà nữa thì nó rơi vào là 9 tỷ rưỡi. Và như anh chị em và các bạn cũng biết rằng đối với mặt tiền đường Phước Thiện này thì nó lên đến 100, như thời gian vừa rồi Ngộp thì có những cái lô đất là 120 triệu mét vuông, nó là thấp nhất, nhưng bây giờ hiện tại không còn nữa, những cái bất động sản đấy hiện tại đã giao dịch rồi. Còn lại đa phần những cái bất động sản trên mặt tiền đường Phước Thiện này thì nó cũng rơi vào 140 thậm chí 150 triệu một mét vuông, mà so với lại cái giá của cái bất động sản mặt tiền đường 1A như thế kia thì đối với lại cái cơ hội đầu tư vào cái bất động sản này thì nó cũng khá là tốt. Và cái bất động sản này thì hiện tại thì nó so với lại thời kỳ của 2021 và rơi vào tháng 11 của 2021 đến tháng 3 của 2022 ấy, lúc vốn bất động sản đạt đỉnh thì hiện tại nó đang rẻ hơn 20%. Và tôi Ngọc thấy rằng những cái bất động sản như vậy thì cũng đáng để anh chị em và các bạn quan tâm. Còn đối với lại những cái bất động sản như thế này thì anh chị em và các bạn đầu tư, nếu không ở thì cho thuê thì nó cũng rơi vào vùng 18 đến 20 triệu. Thì tính ra cái dòng tiền ở trên cái bất động sản trên thì nó sẽ rơi vào cái khoảng từ 2,4 đến 2,5% một năm. Và đó cũng là một cái cơ hội đầu tư Tôn Ngọc đánh giá rằng nó cũng khá là ổn. Bởi vì mình so sánh này, giá đất thì nó chỉ bằng 60 triệu mét vuông so với lại 120 triệu đến 140 triệu của mặt tiền đường Phước Thiện thì nó cũng mới bằng một nửa. Còn đối với mặt tiền đường Phước Thiện thì cũng mới chỉ bằng 50% so với lại những cái shop house khối đế tại phân khu đồ Origami. Đây là phân khu đồ Origami là rơi vào từ 220 triệu đến 250 triệu. Và cái giá đất của cái mặt tiền đường 1A với độ rộng là 20 mét thuộc khu tái định cư Phước Thiện mà nữa cũng chỉ bằng giá của trung bình, của gọi là trung bình cận dưới ấy, của những cái căn hộ thuộc phân khu The Origami. Thì đấy cũng là một cái điểm để anh chị và các bạn cân nhắc để đầu tư. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung tôi đọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích, hoặc là anh chị và các bạn là chủ của những cái bất động sản xung quanh dự án Vin mà cần được định giá để ra hàng nhanh thì hãy liên hệ cho Tôn Đình Ngọc và đội ngũ, chúng tôi sẽ hỗ trợ anh chị và các bạn sớm ra được những cái bất động sản như trên. Và khi nhận được đầy đủ thông tin thì trong vòng 1 giờ thì Tôn Đình Ngọc và đội ngũ sẽ đến thẩm định và lên một cái kế hoạch bán hàng cho quý anh chị. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Đình Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Đình Ngọc và đội ngũ team Cullen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôn Đình Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi.